Bạn là Nguyễn Bùi Nhật Minh, hôm nay mình sẽ chơi lâu đài im ắng, vẫn là một trò chơi quen thuộc của các bạn. Chuẩn bị xem mình sẽ nhặt được cái gì trên đường đi đây. Với thợ săn giấc mơ. Lần trước là mình nhặt được một con ếch. Đúng rồi, xong rồi nó báo đáp mình bằng cách chả biết gì luôn. Ngủ rất khó khò. Đứa này nó định xâm nhập địa bàn của mình. Cái này có máy sẵn máy cái trên kia có sẵn máy Kệ nó ấy. đi. Tính là đứa này nó ngủ nhiều hơn cả mình ý. Ừ, Nó nó ngủ ngủ xuyên nhiều đêm. hơn cả người bình thường. Đứa nào cũng ngủ xuyên đêm mà. Quan Bọn nó ngủ Khệ xuyên. Uống ba la xì bùa ra quạng người. Có má tóc xù này. Ừ. Biết ạ, đây ai không? Không. Người giàu nhất thành phố đấy. Đâu, ai? Đâu, ỉn á? Vâng, em có nguyên cái quạng, nó không có. Không đứa nào có. Đứa nào làm gì đứa nào giàu bằng em. Ô, có đứa này này. Chưa gì đã giàu. Giàu nhanh thế bạn. Giàu. Giàu thì làm sao? Giàu thì kệ tôi, giàu thì làm sao? Cửa sắt lê vừa năm, cửa sắt lê vừa năm luôn rồi. Mua luôn. Nhanh lên, làm việc cho ta nhanh lên. Rồi nhá, anh sẽ chia ra. Các bạn ơi, mình vẫn đang mua súng thực lực. Yến ơi, sao? giờ anh chia như này nhá, Yến thấy hợp lý không thì anh Yến bảo anh nhá. Ừ. Thì anh chia này. Được. Sáu sáu cái ngang này làm là gì? để kiểu là để đựng đồ để pha mi Khoan đã. được không? Cái này chả biết được không nhỉ? Công nghệ cao cái này 200 xây dựng được cái đấy luôn, hay cực kỳ. Cái đấy hay Ỉ, nha. ỉ, ỉ mua cái nào mà có thể kiếm một tiền mua 4 cái nữa À, ATM. để nó sản xuất tiền. ATM thế phải nâng cấp cái này lên đó. Cắn ai không cắn, cắn nhà ta làm gì. Nhà ta chỉ có thanh mai trúc mã thôi. Đã chạy rồi lại còn bị đuổi theo. 128 xây được một cái. Tức là nó cái này. Nếu em mua cái này thì đầu tư hơn. Được nhỉ. Em sẽ đầu tư vàng của mình hết ra. Hết. Thanh mai trúc mã cũng không cản được. Em mua nguyên một xưởng cơ chế như thế này. Hợp lý không đó? Em sẽ Không mua. không hợp lý đâu, bởi vì anh nghĩ là một cái hàng bên này với cả hai hàng dưới này là Bây giờ chính là cái cuối cùng, video cuối cùng mình đăng trong ngày hôm nay. và đồ thường trong ngày hôm nay thôi. Video cuối cùng đến hết năm thì các bạn được sau đợi được tầm mấy cái năm trước ý. Tôi chọn cậu con ếch nhái. Ỉn nói năng như thế là nó không nhận ỉn làm chủ đâu. Hảo quần chúng. Quỳ vẫn là quặng ngon. Vừa khởi đầu Quặng đó. ngon à? Quặng nó ngon à? Anh tóc vậy á? Ngồi cắt quạt đi cho đỡ ồn. Giờ mà bật quạt lên thì thôi 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 các rồi. bác ơi, mình bị gì rồi? Mình ỉm đang vẫy lên sóng. Đang chơi mà. Vào lại đây. Ông cân tất.
Ôi thôi lại rồi. Sự nghiệp chưa trải sự đời à? Chưa trải sự đời vừa mới nhe răng cười phát đỡ chết. May vẫn còn may vẫn còn thời gian để chơi. Ờ các bạn ơi, giờ phải xin cái quạng. Ơi xin được cái quạng, tí nữa xin được cái quạng rồi. Thôi vậy, đi mò chỗ nào đó đi. Tân thủ. Học tân thủ. Ơ dưới là cái gì? Thôi khỏi. Trở về. Tiếp lực mật. Thợ săn giấc mơ. Chu nê gì? Mà khoan đấy. Sao ông đấy lại săn giấc mơ? Vì ổng đấy thích. Nhưng mà mỗi tội cái con cóc kia kìa. Lại tiếp tục trở về. Có 200 mấy rồi. Khoan đã, đợi mình thì mua cái gì đó ở trong này. Có đủ đâu. 200 mấy cái kia không đủ à? Đủ. Bộ chưa quang. Ơ nhưng mà mua để làm gì? Vào chơi là biết. ATM giúp tăng tiền. Kiểu anh, là nay anh thấy có cái tủ lạnh đấy. Đây này cái tủ lạnh đúng không? Đâu cần. Đây. Thôi đi ra đi bạn ơi. Để cho người khác ngủ chứ. Ôi còn cóc vàng hơn kìa. Bùm 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 nhét nhét. CD bạn có thể nhận được 2 xu vàng mỗi. Ở thần đông con này hơn cả gia tài. Rồi mỗi khi con ruồi đến nó sẽ cắn. 2 xu, 6 xu luôn. Đấy, đầu tư chính hãng đấy. Phải nâng cửa cái đó. Cho biết cảm giác sẽ chết. Sẽ gầy là như thế nào. Sẽ gầy thật đấy. Nó sẽ bị gầy. Rồi 2 mâm châu cúng. Kinh thật. Con này ăn gì vơ vét nhiều thế. Tao phải mở cửa. Im mở cửa đấy chứ không vào. Không mở cửa 24 giờ đâu. 40 xu ạ. Mỗi lần như thế này giàu to luôn. Tám xu. Nếu nhiều con rùa sẽ được nhiều xu. 2 xu này, thêm mầm nữa. Thôi xong rồi. Hệ sinh thái của em. Hệ sinh thái của mình. May lên kịp. Nếu mình không nâng cấp nhiều thì... Sao ỉ không mua cái máy chơi game mèo? Máy chơi game mèo đã đủ gì đâu. Thế làm sao để đủ? Đủ ý phải đợi. À đứa này xin cái tủ lạnh. Đủ không? Xong. Lên cấp luôn. À dọc quấy rồi. Dám quấy rồi. Quấy rồi. Cái này nó cũng biết bắn nha. Không phải cái nào cũng là không biết bắn đâu nha. Vui 80 xu lận. Ngon. Đầu tư chính hãng mà đây. Yêu. Mới chơi game mèo đi. Mới chơi game mèo quá nhanh. Mấy cánh cửa này thì nhằm nhó gì với nó. Ui 24 luôn. Ngon thật. Nhanh nhỏ.
Thua xong một thanh niên bắt đầu nhậu. Trăm xu, mấy xu, mấy xu. Đấy là cách tôi farm. Nếu có đứa nó thừa. Tôi không thể để ông đấy phí pháp thế được. Quá phí. Nên tôi quyết định tôi ạ. Để tôi sơi luôn cho nóng. Ôi sao mạnh thế. Thôi mục tiêu tiếp theo sẽ là mình. Với lại nó còn lâu mới phá được cửa. Cái cửa em chắc lắm. 50 năm nay còn chưa vỡ. Nói chi đến con quỷ đấy nó đập. Con quỷ đấy nó đập nó cũng chỉ khiến tổn thất có cái nịt. Tổn thất được đúng cái nịt thôi. Nha nó bạn. Mà làm tổn thất là mình ra xong rồi mình bắt nó bồi bồi thường cho mình. Rồi xong rồi bắt đầu. Bắt đầu dự kiến nó bắt. Nó bắt đầu mạnh hơn ý. Rồi. Bắt đầu mạnh hơn thì cả cái cửa mình bắt đầu mạnh hơn tí. Một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa. Còn đứa cuối cùng. Định trộm hết đồ nhà nó à? Đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn của... Chuẩn hết mức chấm. Ngon. Mua tủ lạnh luôn. Vẫn còn. Con sắp thắng rồi. Nam tại Nam to. Bọn con đang chơi. Dạ. ATM này. Điện thoại đây. Bọn ơ con vẫn đang chơi ngủ. Điện thoại. Các bạn mình sẽ phải thắng ván này cho được. Điện thoại đây, này đang đi. Con xong lúc ván được rồi. Không? Đi lên. Mà con thắng xong lúc ván. Hễ. Nó hack nữa là phải có được súng 4 trang bị này nha. Vâng, hụi. Ok. Anh nói xả lơ gì thế bạn? Bạn của tôi. Vẫn đang trong trận cái con quỷ sứ này. Đúng 2 phút nữa rồi. Thợ săn ác mộng đã lên cấp đấy rồi à. Mạnh đấy. Nhưng mà có chống lại được dàn vũ khí hiện đại không nhỉ? Phải biết kinh doanh, mà kinh doanh ý là phải biết xài cái não các bạn nhỉ. Mình vẫn đang bay khoay, chả biết bao giờ mình cửa thế. Một trăm.
thắng rồi, xong. Các bạn ơi, video đến đây là kết thúc nha. Các bạn nhớ đăng ký, bấm like, share, subscribe cùng mình nha. Bye bye. Bye bye. Happy birthday.